Hái chị đi. Hồi nãy con ngủ có ngon không? Con ngủ ngon không? Lucky đâu? Lucky đâu? Nãy giờ Lucky nằm ngủ với chay chay nè. Lucky đâu? Ai á? Ba về kìa. Đi ra đón ba không? Đi ra đón ba không? Đi, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Gớm em, gớm út rồi này kia dậy. Kia đa đám đàn em đâu rồi? Má kìa. Say hi daddy. Hi baby. Đi, đi ra, đi đem lôi đàn em ra, đi. Con phải ngồi dậy đàng hoàng chứ sao con kêu mẹ bồng con được, con làm biếng quá à. Em bé gì đâu mà làm biếng quá trời à. Cho đưa cái mỏ lại cho nó phỏng cái mỏ này. Trời ơi trời. Nữa không? Dạ nữa. Cầm đi cho mẹ mới đốt. Cầm đàng hoàng nha, cầm đàng hoàng. Đây nè, cầm đàng hoàng. Cầm đàng hoàng nha. No, cầm đàng hoàng. No moving, đừng có được. Đừng. Ok, good job. One. Đừng, 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 đừng. Con không có được di chuyển, con di chuyển là không có được. Đó, sắp rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jandy. Happy birthday to you. Yay! Trời ơi. Trời ơi, thở dữ chưa? Wow. Thôi thổi mà giống như tóc rùi vậy chơi. Giỏi quá. Yeah. Yeah. Nữa đâu hết rồi. Hết rồi. Ô con. Ô con, hết rồi. Chú coi bả đó, lần nào đi ngồi trên xe bà cũng ngồi kiểu này. Phải chịu đời nổi không? Người ta có cái chỗ để lấy chân ra mà không, ngồi vậy nè, nó cảm thấy thoải mái. Vui không? Thoải mái không? Đúng. Thoải mái không? Đúng. Thoải mái không? Đúng. Nô lại gì? Nô ngồi nè. Gì? Cái gì? Chân bị gì? Trời ơi, con ngồi rồi. Wow. Wow, wow gì? Wow gì? Thôi 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 thôi, dùm dùm, ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Chạp. Dạ. Ngồi xuống, sit down. Sit down, JD. You're gonna fall. Oh. JD, you're gonna fall. Sit down. Siết, mơ mốt là lớn lên nó làm là nữ diễn viên siết. Rồi gài vô đi. Ồ ồ. Cái này nè con. Mà con ngồi lên rồi. Rồi cột đôi tóc tới giác không? Mẹ chi cột cái chân vô con. Chị đi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Trời, thật ơi. Làm gì vậy? Làm gì cái tay làm gì vậy? Wow. Không, không, không ẩm. Không ẩm, ngồi xuống đàng hoàng. No, no. Ăn bánh không? Bánh. Ăn bánh không? Mày lấy bánh ăn. Đó, đó. Hello đi, con hai đi. Con hai đi. Wow. Wow. Đó, nằm đi. Nằm hưởng thụ đi.
Okay. Có được đời không? Có được đời không? Có được không? Có được không? Chạy đi. Có nó kìa. Trời đất ơi. Có được không? Sit down. Mommy. Daddy. Daddy đâu? Daddy. Actually, I only see the one. Sit down. Sit down. Trời ơi, cái mặt bắt cỡ chẳng không. Chị đi. Hello. Con làm gì á? Con ăn cơm hả? Con đang ăn cơm mà con coi iPad hả? Con hoàng cơm nó lấy cái trợ hộp cơm mà nó làm y như là hộp dưa vậy đó. Nó lụm nó nhặt, trời đất ơi đó, ăn y như đang hộp dưa vậy đó. Thấy hết không? Mới đây mới. Hả? Con muốn gì nó mẹ nghe coi. Con gỗ bàn. Ui trời 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 dữ ta. Con nói ô cơ. Rồi, cô chú thấy chay chưa? Rồi, tăng 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 tăng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jessica. Hồi xin nhớ happy birthday. Ồ, ngon quá. Có cho mẹ ăn không? Thì có cho mẹ ăn không? Mẹ bắt ghế nè. Ồ, oh, wow. Ngon quá. Mời cô chú đặt. Rồi, ngon quá. Ngon không? Ôi trời trời, cho chiếm tay luôn hả? Thank you. Mời cô chú ăn với. Ủa mà sao không lấy muỗng? Ngon quá. Mà không lấy muỗng ăn mà sao con làm vậy chứ? Từ từ, ăn chưa kịp. Chưa kịp nuốt. Từ từ. Này cho mượn muỗng nha, sẵn miếng nha. Miếng ơi, chưa mượn muỗng miếng ơi. Đã quá. Ngon. Wow. Cô chú thấy chuẩn bị trên đây có thêm một cái nút bạc nữa nè cô chú. Nút bạc sẽ là trẻ là chay xì cay, hôi xì dơ. Không, cái tên nút bạc chắc để vậy hết trời hả? Giờ tên nút bạc con muốn mày để gì nè? Thôi cái đó ngọt lắm á chay, ngọt lắm chay ơi, ngọt lắm. Ngon không? Ngọt không? Ngọt lắm á con ơi. Ngọt không? Trời đất ơi. À, nút bạc á, là cô chú thấy nên để gì? Là à, em bé tình yêu và nỗi nhớ, hay là em bé đầu bù và tóc rối, hay là à, chay xì cay hôi xì dơ, hay là hạt tiêu đanh đá. Cái nút bạc á, là cái tên mình có thể tự động được đặt cái tên nó là như thế nào. Nên là cô chú ơi, cô chú làm ơn hãy bình luận vô. Không, bình luận đâu được, quên, bình luận không được. Cô chú vô cái Facebook Hoya Family Fan Club cho cái idea, cái ý tưởng cho cái tựa đề của cái tên của cái nút bạc của chay là gì nha cô chú nha. Mẹ đã có những cái gợi ý cho cô chú rồi đó. Em bé đầu bù tóc rối, hạt tiêu đanh đá, rồi nàng út trong ống tre, Hồng Hài Nhi, chay xì cay hôi xì dơ, hoặc là để em chay chay của mẹ em ơi. Sao không biết gì đâu, cười không hiểu Dũng cười. Ê cho đút cho ăn miếng coi, đút cho ăn miếng coi, đút vậy sao, đút có chút xí gì ăn gì để ăn hả? Đút cái miếng bự lên, đút á là phải ăn như vậy nè, đây nè, ăn á, đút con đút cho mẹ là cũng phải đút miếng cỡ vậy nè, thấy không hả? Vậy đó hả.
đó chứ con lúc của mẹ miếng bị lớt gì sao mẹ ăn rồi. Đây nè, cho mẹ miếng nữa nè, này nè, để coi ăn hết bánh của nó luôn nè. Thấy không? Nó nhè. Rồi đưa đây mày bút hết luôn. Đưa đây mày bút sạch hết luôn. Rồi cái này ngọt không mà mày chơi chơi cái kiểu này là ngu rồi chơi. Ngọt. Để mẹ. Rồi thôi. Ok. Không ăn không? Má ơi chơi ngu, ngọt quá. Mẹ chọc con mà mày đang hại mẹ đó vậy. Rồi cô chú ơi, mẹ ăn sạch bách cái dĩa của chay rồi, giờ còn kem không à. Đó. Bút miếng nước không? Ngọt quá, bút miếng nước không? Bút miếng nước đi, ngọt quá rồi. Bút miếng nước đi, hạt tiêu lên đá. Đó. Rồi, ăn nữa không? Rồi còn miếng nhiêu đó, chấm bút đi. Cho cô chú đi, mời cô chú. Dễ thương mặt thấy ghét không? Mẹ cột cho con lại cái đầu tóc cho nó gọn gàng cho cô chú coi không? Chụp cho con mấy tấm hình cho nó đẹp về về. Nghe chay nha. Hạt tiêu nha, hạt tiêu đánh đá. Hạt tiêu đánh đá của ai? Ai kêu con hạt tiêu đánh đá nó mày nghe coi. Ai kêu? Phải Út kêu con hạt tiêu đánh đá của Út không? Hả? Út chơi ít cái ác lắm. Kêu nhỏ hạt tiêu đánh đá. Người ta có đánh đá đâu. Ta có đánh đá cá cày đâu. Ngon quá. Sương môi đi, lấy cái đó sương môi đi. Lấy cái đó sương môi thì sao? Sương môi thì sao? Sương môi thì sao? Lấy cái đó sương quẹt lên môi sơn coi. Trời ơi, đúng luôn, đúng luôn. Đúng luôn, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, quẹt lên môi sơn đó. Wow, quá đẹp luôn. Trời ơi, sơn móng tay luôn, sẵn tiện sơn móng tay luôn rồi. Cô chịu đời nổi không? Trời đất ơi sao. Trời ơi quẹt luôn rồi. Rảnh luôn quẹt lên cái mặt luôn đi. Quẹt hết lên mặt luôn đi. Sương môi, sương môi, sương môi chưa? Sương môi chưa? Sương môi con á, đúng rồi. Sơn đây nè, con nhìn vô đây nè, nhìn vô đây sơn. Đó, wow, chu mỏ ra, chu mỏ ra, chu ra. Chu ra. Chu ra, chu ra. Chu mỏ ra cho cô chú coi. Đúng rồi, chu ra. Quá đẹp luôn, hay lắm bồ ơi. Đó, chấm lên cái mũi một cái, chấm lên cái mũi một cái, chấm nhẹ lên cái mũi một cái, chấm lên, đúng rồi, chấm nhẹ lên cái mũi. Trời ơi, mẹ dạy kìa, con mẹ dạy kìa. Trời ơi, đưa lên cái mũi luôn. Rồi chấm nhẹ hai cái má hồng cái, hai má hồng cái, má hồng, má hồng, tới giờ tới má hồng. Đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Bên đây nè, bên đây nè, chay chay bên đây nè, chấm bên đây nè, chấm bên đây nè. Ê, đừng có đổ vô lỗ mũi nha. Bỏ đây nè, bỏ quẹt đây nè, quẹt đây nè. Quẹt mặt nè. Quẹt lên, đúng rồi, đẹp quá. Chơi trò này thế nào bà ngoại coi, bà ngoại cũng la mẹ này chơi. Đó. Mẹ chơi ít có ác lắm cô chú ơi. Trời đất ơi, chỗ nay tôi xong chết phở. Ê, đừng có sức lên mắt, ê mày à, đừng sức lên mắt. Cái đó không có vũa mắt ra được đâu. Đó, đúng rồi. Đẹp không, đẹp không? Mình tới bên đây, tới bên đây, tới bên đây. Tới bên đây, đúng rồi, đúng rồi. À. Trời ơi, tuổi thơ để làm gì? Đó, tuổi thơ để làm mấy cái này nè. Chứ người lớn mà làm mấy cái này là người ta chửi khùng rồi. Tuổi thơ làm mấy này dễ thương. Ha con ha. Đó, thương không? Đó. Chứ Ngọc mà để mẹ làm mấy cái. Ê, ê, đừng có chọc lỗ mũi. Mẹ mà đi làm mấy này là cô chú chửi mẹ khùng đó cha. Cô chú gọn thọ cho mẹ xuống vô bệnh viện sớm luôn á. Trời đất ơi, coi kìa. Thôi thôi, đừng có trời. Look at your face, Jeannie. Trời ơi, sơn thêm môi nữa. Trời ơi. Quá à, quá sức tưởng tượng rồi. À, trời trời trời, giờ lên tới trắng luôn rồi hả? Lên tới trắng trong Hồng Hài Nhi luôn hả? Trời đất ơi, rồi xong luôn. Wow. Ok, look at your face. Nhìn gần nhìn mặt không kìa. Cười, say 1, 2, 3.
my god. Oh my god. Genie. Oh my god. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp luôn cho em ơi. Chịu không nổi rồi cho em. Thôi được rồi đó, được rồi, được rồi, được rồi. Cái này làm bà nọc bà ngoại ngày mai gọi điện thoại chửi mẹ một tăng là mẹ là không còn đường chạy chạy trốn luôn đó. Yay, say cheese. Nè Út nè, để mẹ nhà mẹ chụp cho Út coi cho con, cho Út coi cái. Để mẹ cúp cô chú mình chụp cho Út coi cái. Cheese.